Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Xin chào các anh chị. Và trong cái video bài học này là video bài học phần tiếp theo của khóa học thứ nhất, phần chương 2. Đó là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cách có trọng tâm, có trọng điểm cái quy trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên Internet và trên mạng xã hội để giúp các anh chị và các bạn có thể bán hàng online hiệu quả đối với các cái sản phẩm và dịch vụ nói chung và đối với các sản phẩm và dịch vụ của Mobifone nói riêng. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên, là chuyên gia và rất hân hạnh được cộng tác với Mobifone để chia sẻ với anh chị và các bạn một số những kiến thức cơ bản như sau. Đầu tiên thì các anh chị cần hiểu sơ bộ là thương hiệu là gì, đúng không? Thì từ trước đến giờ người ta chỉ nói đến thương hiệu với cái định nghĩa là nói về sản phẩm và dịch vụ, chứ người ta không nói đến cái thương hiệu là một cái yếu tố mà dùng cho con người. Thế thì chúng ta có thể hiểu là khi nói đến thương hiệu là người ta sẽ nói đến hàng hóa, nói đến dịch vụ, nói đến doanh nghiệp, đúng không? Thế thì định nghĩa về thương hiệu là một cái gì đó mang tính chất là vô hình, phi vật thể, mang tính cảm nhận, mang tính cảm xúc, mang tính vô hình, nhưng mà lại là một cái thành phần rất là thiết yếu của một doanh nghiệp. Và nó có giá trị, đúng không ạ? Và khi nhìn vào cái thương hiệu đó thì người ta hiểu được về cái đặc điểm, hiểu được về cái hình thức kinh doanh, người ta có thể có tình cảm với nó. Và cao nhất của thương hiệu bây giờ người ta gọi nó là trade love, love tình yêu. Thế còn trước đây thì thương hiệu người ta gọi là trade mark, đúng không ạ? Thì cao nhất của trade về thương hiệu đó là trade love. Ok. Và thương hiệu thì nó được cấu thành bởi một cái hình tượng nào đó mà mình hay gọi là logo ấy. Nó có thể là một cái hình dấu phẩy, nó có thể là một hình dấu móc, nó có thể là hình ngôi sao, nó có thể là một cái chữ viết. Và nó là một cái dấu hiệu để nhận biết, để phân biệt nhãn hàng này với nhãn hàng khác, sản phẩm này với sản phẩm này, thương hiệu, đúng không ạ? Vâng, thế còn nhân hiệu là gì? Nhân hiệu tức là thương hiệu của một con người, hay còn gọi là thương hiệu cá nhân, là cái cách mà một người nào đó có thể là định vị được thương hiệu của mình, xây dựng được thương hiệu của mình giỏi nhất, tốt nhất và có uy tín, được nhiều người biết đến, được thừa nhận rộng rãi về một cái lĩnh vực nào đó. Thí dụ như là thầy Phan Anh có uy tín và thương hiệu, hay có thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực về digital marketing, trong lĩnh vực về kinh doanh online, đúng không ạ? Vâng. Thế thì người ta không tìm thầy Phan Anh để làm chụp ảnh, người ta không tìm thầy Phan Anh để khám chữa bệnh. Ý tôi là như vậy, nhưng mà người ta sẽ tìm thầy Phan Anh để tư vấn, để bán hàng, để đào tạo, để giảng dạy. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy, đúng không ạ? Thế thì nhân hiệu là thương hiệu của một con người, của một cá nhân. Lĩnh vực ở đây là đào tạo, đúng không ạ? Ngành nghề ở đây là digital marketing, kinh doanh online, đó, tư vấn thương hiệu doanh nghiệp, vân vân. Vậy thì để xây dựng thương hiệu hay để xây dựng nhân hiệu của một cá nhân ở trên mạng thì chúng ta trải qua những bước như sau. Đầu tiên, đấy là chúng ta cần phải xác định mục tiêu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cần phải xác định rõ ràng các cái mục tiêu và các cái mong muốn của chúng ta trong quá trình xây dựng nhân hiệu, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta muốn xây dựng, chúng ta trở thành ai, trở thành người như thế nào, và giỏi về lĩnh vực gì. Với các anh chị là những người mà làm cho Mobifone, đúng không ạ? Thì chỉ cần lưu số là ví dụ như Phan Anh Mobifone cũng đã là một cái thành công rồi. Đấy, các anh chị chỉ cần lưu số là Phan Anh Mobifone cũng đã là thành công rồi, đúng không ạ? Rồi thì các anh chị chỉ cần ghi là chăm sóc khách hàng của Mobifone hay là các dịch vụ của Mobifone. Đấy, và khi nào người ta cần đến SIM thẻ, người ta cần đến gói cước, người ta cần đến Internet, người ta cần đến truyền hình, người ta cần đến thanh toán, người ta nhớ đến mình là nhân sự, là chuyên viên của Mobifone đã thành công rồi, được chưa ạ? Chúng ta cần phải xác định là cái nhân hiệu mà chúng ta mong muốn. Đấy, ví dụ như tôi là chuyên gia về marketing online, đúng không ạ? Tôi là giảng viên đại học. Đấy, tôi rất là am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực digital marketing, kinh doanh online. Ok. Và các anh chị cũng như vậy, các anh chị là người của Mobifone, các anh chị rất là sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khách hàng của mình, sẵn sàng chia sẻ thời gian, công sức và hiểu biết của mình
cho những cái khách hàng của Mobifone, đúng không ạ? Vâng, và khi ở trên mạng ấy, thì chúng ta nên chia sẻ với góc độ là chúng ta là một chuyên gia, là chúng ta là một người bán hàng, chúng ta là một người có uy tín, là chúng ta tạo được sức hút đối với người khác. Đấy. Và chúng ta có thể viết ra các mục tiêu này, ví dụ như là đó là một file Excel, đó là một cái sơ đồ mind map. Và ví dụ như là ta sẽ xây dựng bao nhiêu kênh, mỗi kênh đấy có bao nhiêu bài viết, website có bao nhiêu bài viết, lượt truy cập cho website, lượt truy cập cho kênh YouTube, đúng không ạ? Rồi thì lượt theo dõi cho TikTok, lượt bạn bè, lượt theo dõi cho fanpage, kiểu kiểu như vậy nhá. Chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu thì phải được lượng hóa. Các anh chị bây giờ có mục tiêu bán hàng kiếm được bao nhiêu thu nhập? Các anh chị có mục tiêu là trở thành người bán hàng giỏi nhất của Mobifone, đúng không ạ? Vậy thì hãy xây dựng thương hiệu cá nhân. Bước 1 là thiết lập cái mục tiêu của chúng ta. Và hãy viết ra những mục tiêu, những mong muốn mà chúng ta cần đạt được, đúng không? Thứ hai là trong vấn đề về nhân hiệu, đúng không? Thì chúng ta cần phải xác định được cái bản sắc, cái giá trị riêng biệt của chúng ta. Đó. Ví dụ như là có những người thì chuyên hài hước, có người thì chuyên sexy, có người thì chuyên là thể hiện sự uyên thâm, có người thì tính giải trí. Thế chúng ta đều không phải là các ngôi sao truyền hình, ngôi sao âm nhạc. Chúng ta cũng không phải là nhà văn, chúng ta đơn thuần chỉ là những người bán hàng. Xét về góc độ sở thích thì các bạn có thể không cần thể hiện ở trên mạng xã hội. Nhưng mà xét về góc độ kinh doanh, góc độ bán hàng thì nếu như các bạn mà không thể hiện ở trên mạng xã hội thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không xây dựng được thương hiệu cá nhân. Chúng ta sẽ rất thiệt thòi. Bởi vì người ta làm gì có cái gì để chúng ta đọc, người ta xem, người ta bình luận, người ta cảm nhận, đúng không? Đó. Thế thì mình hãy trở thành một chuyên gia trong cái giải pháp về tiền kỹ thuật số, hay là gọi là cái giải pháp về mobile money của Mobifone, hay là về chuyên về các cái chuyển đổi số, hay là về đào tạo trực tuyến. Với cái tư cách mình là người của Mobifone. Và không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ nói về Mobifone. Chúng ta có thể nói về sở thích, chúng ta có thể nói về gia đình, chúng ta có thể nói về cách nuôi dạy con cái, chúng ta có thể chia sẻ kiến thức, chúng ta cũng có thể trao các cái giá trị như là tài liệu, bây giờ học liệu của thầy Phan Anh cho các bạn không tạo ra nhưng mà các bạn có thể là chia sẻ được cho người khác. Thí dụ như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái giá trị và chúng ta sẽ dần dần định vị được thương hiệu của chúng ta. Đó, nhá. Chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta muốn trở thành ai, trở thành người như thế nào, được biết đến, được yêu thích ra làm sao. Rồi tiếp tục ạ. Chúng ta cũng sẽ cần phải xác định những cái điểm mạnh của chính chúng ta. Xác định những cái điểm mạnh. Thế thì điểm mạnh ở đây là những điểm mạnh gì? Thí dụ như là bây giờ tôi rất là chuyên về digital marketing, chuyên về kinh doanh online, chuyên về thương hiệu, đúng không ạ? Thì ngày nào tôi cũng nói về nó. Tôi quay video, tôi viết bài, tôi live stream, tôi chia sẻ kiến thức của tôi liên quan đến các chủ đề xã hội. Đó, thì khi mà mình nói về điểm mạnh thì mình sẽ không bao giờ bị hết ý tưởng. Thế nhưng mà nếu mà mình cố gắng gồng lên, mình trở thành một con người khác, mình nói bằng những ngôn ngữ đi mượn, thì mình có thể sẽ nói một thời gian là mình sẽ hết kiến thức. Mình phải phân tích SWOT về bản thân mình, SWOT, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đúng không? Và từ đó thì mình sẽ chọn. Đấy, ví dụ như là mình rất là mạnh về việc nuôi dạy con cái, mình cứ thể chia sẻ về mình nuôi dạy con cái. Và dưới mỗi câu chuyện thì mình nói rằng là mình luôn luôn đồng hành cùng với Mobifone, đúng không ạ? Đó. Hay là mình cũng rất là mạnh về làm đẹp, mình có thể chia sẻ về làm đẹp. Đấy, cho chị em thích đi. Và mình nói rằng là mình là người của Mobifone. Không làm sao cả. Chứ không nhất thiết là cứ phải lúc nào mình cũng nói về Mobifone, đúng không? Mình nên chia một cái tỷ lệ ra về nội dung, khoảng độ 40%, 50% mình sẽ nói về sản phẩm và dịch vụ của Mobifone, 40-60% còn lại thì mình sẽ nói về các cái vấn đề mà mình có thế mạnh. Đó. Đây là những cái mà chúng ta sẽ duy trì được lâu dài, đúng không? Chúng ta hãy khai thác những lợi thế của bản thân. Và sau đó thì chúng ta hãy xác định những cái yếu tố để tạo nên cá tính, đúng không?
quan điểm sống, phong cách sống, quan điểm làm việc, phong cách làm việc. Đó. Thì cái cách mình viết, cái cách mình đăng hình ảnh, cái cách mình nói, cái cách mình làm là người ta sẽ đánh giá mình đó, và người ta sẽ yêu thích mình. Thế thì mình từ đó mình sẽ có một cái lượng khách hàng người ta sẵn sàng đồng hành cùng với mình. Ok, đó nha, mình hãy xác định mà mình viết ra. Vậy thì ví dụ mình có thể viết theo kiểu tình cảm, hay mình viết theo kiểu vui vẻ, hài hước, hay là mình thậm chí là không biết viết nhưng mình sẽ học cách để viết, mình sẽ học cách để chia sẻ. Mình không biết live stream, mình sẽ học cách để live stream. Mình sẽ học cách để làm video, đúng không ạ? Mình học hết, mình hoàn toàn có thể học được, đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ phát triển những cái nội dung, bài viết, hình ảnh, video, live stream trực tiếp liên quan đến những kỹ năng, những cái sản phẩm liên quan đến cái vấn đề của bạn đang có thế mạnh, đúng không? Bạn là một chuyên gia về sản phẩm của Mobifone, bạn là một chuyên gia về chăm sóc khách hàng của Mobifone, đúng không ạ? Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đó. Bạn sẵn sàng là chia sẻ những kiến thức, những mối quan hệ, những cái kinh nghiệm của bạn. Ok. Bước tiếp theo đấy là bạn cũng cần phải có bản sắc riêng, đúng không? Đấy, bản sắc riêng, cá tính riêng. Đấy. Và mình cũng khi mà mình làm thì mình cần phải sáng tạo mạnh mẽ và mình đổi mới liên tục. Đấy. Ví dụ như là mình hôm nay mình đăng bài mình thấy không hiệu quả thì ngày mai mình phải đăng khác đi. Hôm nay mình thấy là cái bài này lượt theo dõi rất là cao thì hôm sau mình phải tiếp tục mình phát triển. Đó, đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Và chúng ta cũng sẽ tạo các cái series bài viết liên tục. Đó, tạo những cái câu chuyện về nuôi dạy con cái, về khách hàng, về cái mối quan tâm của khách hàng. Ví dụ hôm nay bạn gặp một cái khách hàng rất là thú vị, bạn lại chia sẻ cái quan điểm của khách hàng. Chia sẻ về tại sao cái khách hàng đó thành công, tại sao họ thất bại, tại sao họ lại yêu quý sản phẩm Mobifone. Đấy, hôm trước tôi thấy fanpage của Mobifone chia sẻ về cái trường hợp là một khách hàng của Mobifone trúng Vietlott, đúng không? Thì cái bài viết đấy là lượt tương tác nó tăng lên đáng kể. Thế thì mình đi tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều thì mình có thể tạo ra những cái điều đó. Đấy, mình hiểu được cái nỗi đau, mình hiểu được cái sự sung sướng thì mình chia sẻ, mình sẽ thu hút được. Đó. Và mình luôn luôn có một cái phong cách, một cái tôi riêng. Đấy, phải xây dựng được cái điều đó, đúng không ạ? Hoặc là một cái sự uy tín, một cái sự cần mẫn, một cái sự chăm chỉ để mà khách hàng sẽ luôn nhớ đến mình khi mà cần cái sản phẩm và dịch vụ của Mobifone, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo đấy là mình phải xác định cái phong cách mình xây dựng hình ảnh. Mình vui hay mình hài, hay là mình độc đoán, hay là mình gọi là trở lên cái hình ảnh sexy, quyến rũ, đúng không ạ? Hay là cái hình ảnh có những người mạnh về chuyện khoe tiền, có những người thì khoe kiến thức, đúng không? Đấy, từ những cái hình ảnh mình đưa lên mình phải rất là cẩn thận, rất là trau chuốt. Đấy, rồi thì từ những bài viết mình đưa lên mình phải dành thời gian suy nghĩ cho nó nha. Đấy, thì mình sẽ thông qua những cái lời ăn tiếng nói của mình thể hiện, thì sẽ có những cái nhóm khách hàng thích mình và cũng sẽ có những khách hàng không thích mình. Đó. Tiếp theo đấy là chúng ta cần phải cam kết một cái hình ảnh đồng nhất và tin cậy xuyên suốt nha. Chứ còn cứ hôm nay mình thế này, ngày mai mình thế khác thì cuối cùng thì định vị thương hiệu của mình là gì, định vị nhân hiệu của mình là gì, đúng không? Ví dụ như tôi là chuyên gia về digital marketing, về kinh doanh online, về quảng cáo trực tuyến, về bán hàng online thì lúc nào tôi cũng nói về nó, ngày nào tôi cũng nói về nó, tôi không nói về chủ đề khác. Nếu mà tôi nói về chủ đề khác thì tôi nói về tài chính, tôi nói về bất động sản thì sau cuối cùng người ta không biết là tôi làm cái gì, đúng không? Tôi tập trung vào những thứ mà tôi có thế mạnh, và những hình ảnh mà tôi đưa lên nó là phải là những hình ảnh mà tôi mong muốn là một hình ảnh tôi đưa lên là người ta phải hiểu rằng tôi là con người như thế nào. Ví dụ như là tôi được gặp thủ tướng, để tôi nói thí dụ, đúng không ạ? Tôi được gặp các ngôi sao, tôi được tư vấn cho doanh nghiệp rất là lớn, tôi phục vụ khách hàng rất là cao cấp, đúng không ạ? Ví dụ như thế thì những cái hình ảnh, cái video tôi đưa lên người ta sẽ đánh giá tôi, người ta sẽ nhận là cái người này, cái anh Phan Anh này, anh ấy là làm cho Mobifone đấy, anh ấy rất là uy tín và anh ấy phục vụ hàng trăm khách hàng rồi, đúng không ạ? Và khách hàng phản hồi với anh ấy rất là tốt, đúng không? Kiểu như vậy. Và các hình ảnh, các video, các ngôn từ thì đều phải có một cái sự kiểm duyệt, có một cái sự tính toán nhất định, chứ không phải cái gì mình cũng đưa lên, đúng không? Và định hướng được cái phong cách và cái định vị của thương hiệu cá nhân của chúng ta. Đấy, cũng giống như là thương hiệu của Mobifone, đúng không ạ? Thì
cái logo đúng không ạ, nó sẽ không 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 được là có chữ đúng không ạ, nó phải không được là sai màu đúng không ạ. Thì đấy là cái định vị thương hiệu, đó là cái nhận diện thương hiệu. Đấy. Ví dụ như vậy các bạn phải để ý, được chưa ạ? Và trong trường hợp thì chúng ta phải là giữ vững cái hình ảnh đó và cái phong cách đó và liên tục, bởi vì chúng ta là những người rất là bình thường. Chúng ta không phải là ngôi sao showbiz, chúng ta không phải là doanh nhân chính trị gia gì. Cho nên chúng ta chỉ có một cách là phải chăm chỉ, phải nỗ lực và phải phục vụ khách hàng thôi. Tiếp theo đấy là chúng ta phải xác định các yếu tố hỗ trợ cho thương hiệu đúng không? Ví dụ như là thương hiệu thì chúng ta cũng phải có logo, có slogan, có cái một cái hashtag nào đó. Đấy, và thông qua các bài viết, các hình ảnh, các câu chuyện, phông chữ vân vân hoặc là cái quần cái áo ta mặc thôi. Liên tục chúng ta chỉ mặc một cái thương hiệu như vậy thôi thì nó cũng tạo cho chúng ta một cái hình ảnh rất là nhất quán. Đấy. Và chúng ta sẽ tập trung vào các cái công cụ, các cái nền tảng thuộc hệ sinh thái của chúng ta. Đấy. Rất nhiều những cái nền tảng, ví dụ như là website, Facebook cá nhân, group, TikTok, Zalo, rồi thì những cái công cụ khác nữa như Instagram chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta sử dụng nhiều công cụ như vậy thì chúng ta cũng sẽ là mệt mỏi và chúng ta cũng sẽ phải phải tốn nhiều thời gian công sức đúng không? Đấy. Và chúng ta sẽ tập trung vào một số những cái công cụ mạnh nhất và chúng ta có thế thế mạnh. Đấy. Thí dụ như là TikTok đúng không? Thí dụ như là YouTube, thí dụ Facebook là được rồi. Đấy. Còn nếu bây giờ mà các bạn mà làm cả web nữa thì tôi thấy cũng quá là căng thẳng, quá là nhiều. Đấy. Trong khi đó thì doanh số thì lại cũng đang bị áp lực đúng không? Bước số 8 đấy là chúng ta hãy kể một câu chuyện nhân hiệu của chúng ta. Chúng ta thành công như thế nào, chúng ta thất bại như nào, chúng ta đi lên từ tay trắng như thế nào. Đấy. Mọi thứ chúng ta có thể chia sẻ về khách hàng, về câu chuyện, về cuộc đời của người ta, về các sản phẩm dịch vụ đúng không ạ, về trải nghiệm người dùng vân vân, thì mọi người đều rất là thích cái câu chuyện như vậy đó. Thế thì sau khi mà chúng ta xây dựng 8 bước đó xong thì chúng ta sẽ với cái quá trình liên tục đúng đủ đều nhá, đừng có nản. Đấy, bây giờ thầy Phan Anh xây dựng thương hiệu đến hàng hàng 6 7 năm nay. Đấy, viết web liên tục thì nó mới có lượt truy cập, nó mới có khách hàng. Làm YouTube liên tục đúng không ạ? Vâng. Thế thì lúc đó nó mới hình thành nên được cái thương hiệu cá nhân hay còn gọi là cái nhân hiệu, và người ta sẽ biết về bạn làm gì, bạn làm mobile phone, biết bạn bán cái gì. Đấy, và có một cái câu slogan, có một cái khẩu hiệu của bạn, có một cái hashtag của riêng bạn. Đúng không ạ? Và người ta hiểu rằng là bạn rất là uy tín, bạn rất là chuẩn mực. Đấy, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, bạn có kinh nghiệm về cái lĩnh vực này đó, và phân biệt được bạn với những người khác. Và khi ví dụ như là khi tôi cần cái gì đó về mobile phone thì tôi sẽ tìm bạn đó, ý tôi là như vậy đúng không? Đấy, thì cái hệ sinh thái thì tôi cũng vừa gợi ý cho các bạn rồi, rất nhiều. Đấy, từ Facebook đó. Chúng ta phải vào, chúng ta đánh giá cái Facebook của chúng ta đúng không? Chúng ta phải xây dựng cái Facebook nó hiệu quả. Đấy, ảnh bìa đó. Chúng ta cũng có thể sử dụng logo của Mobifone, chúng ta cũng có thể thiết kế ảnh bìa. Đấy, chúng ta hãy chọn một cái avatar nó cũng rất là lịch sự chuyên nghiệp. Đấy, chúng ta cập nhật những cái thông tin như thế này, các đường link bài viết vân vân, và đặc biệt là ở đây tường của chúng ta liên tục chúng ta chia sẻ các hoạt động của chúng ta đó, và người ta sẽ nhìn thấy đúng không ạ, người ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ tin cậy và chúng ta sẽ tin tưởng chúng ta hơn khi mà chúng ta thể hiện các cái quan điểm. Và tương tự như vậy đúng không ạ? Kênh YouTube đó. Thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy đó. Cùng trao đổi với ông Nguyễn Phan Anh, chuyên gia Facebook Marketing. Đó. Thì các nền tảng của chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng, tôi gọi đó là hệ sinh thái. Đấy. Hoặc là website. Đấy. Đây ví dụ như website đó đó, ok. Và TikTok hoặc là Instagram nữa. Thế thì chúng ta càng xây nhiều thì chúng ta giống như là chúng ta đi bắt cá, thì chúng ta thả lưới ở nhiều chỗ thì cơ hội bắt được cá là rất cao. Đấy, bắt được nhiều cá và chúng ta được quyền lựa chọn cá ngon để ăn. Thế nhưng mà nhược điểm là chúng ta phải mua nhiều lưới và chúng ta phải đi thả lưới ở nhiều chỗ, nó cũng tốn công tốn sức, tốn phải canh chừng nó. Cái gì cũng có hai mặt đúng không? Đấy, lời khuyên của tôi là như vậy. Fanpage các bạn cũng phải có. Đấy, groups các bạn cũng phải nên phát triển. Đấy, xây dựng một cộng đồng mà bạn có thể gia tăng uy tín hoặc là tham gia vào một cộng đồng và trở thành một cái người
cái thành viên tích cực trong nhóm đó, có ảnh hưởng trong nhóm đó, chứ đừng tham gia vào để bán hàng, để spam, hiểu không? Đấy. Hoặc là Zalo. Zalo cũng như vậy, chúng ta kết bạn với khách hàng thường xuyên liên tục, chúng ta cũng đăng tải nội dung liên tục. Khi họ vào, đúng không ạ? Các bạn nhìn đấy, ảnh rồi đại diện, đấy, nó cũng đồng nhất giống như với Facebook, giống như với YouTube của tôi. Đấy, có số điện thoại, có địa chỉ, có các thứ. Và chúng ta cập nhật nội dung của chúng ta liên tục. Nhớ rằng là Zalo chỉ cho phép đăng bài có 3.000 ký tự, bao gồm cả khoảng trắng. Và chúng ta có thể chạy quảng cáo Zalo như tôi đã nói, chúng ta cũng có thể tạo ra Zalo OA để chúng ta chăm sóc khách hàng. Đấy. Ví dụ như là các bạn làm là Mobifone tỉnh X, Mobifone huyện Y, hay là Phan Anh đại lý Mobifone gì đó, các bạn tạo ra OA và sau đó thì các bạn chăm sóc khách hàng rất là tốt. Nhưng mà thôi, Zalo cá nhân là ok rồi. Thậm chí các bạn có thể chạy quảng cáo trên nền tảng Zalo. Website thì tôi cũng vừa cho các bạn thấy, các bạn phải đầu tư mua tên miền, làm web, viết bài, sell, tốn rất nhiều công sức và tiền bạc chứ không phải tự dưng đâu. Ok. Hoặc là Instagram, đúng không? Thì Instagram thì phải chụp ảnh sâu deep một chút, đưa lên và chỉnh sửa nhiều filter, xong rồi đi follow cũng sẽ có khách hàng nha. Thì đối với người bán hàng của Mobifone thì các bạn cũng cần phải xác định là khách hàng mục tiêu của mình là ai, nhóm đối tượng như nào. Đấy, để mình kết bạn nha, mình chủ động kết bạn với người ta, chủ động xây dựng cái profile Facebook, Zalo, TikTok hoặc là YouTube phù hợp với khách hàng của Mobifone, phù hợp với khách hàng mà mình đang phục vụ. Đó. Sau đó là mình xác định cái hình ảnh mình mong muốn, cái định vị thương hiệu mình mong muốn, cái những cái chủ đề mà mình sẽ muốn phục vụ họ. Ví dụ như khách là mẹ bỉm sữa, là người có gia đình thì rõ ràng họ sẽ quan tâm đến việc kiếm tiền, việc nuôi con, việc làm đẹp, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đó, thì mình sẽ sharing những câu chuyện như vậy, đúng không? Đó. Sau đó thì mình cũng sẽ xây dựng yếu tố thương hiệu của Mobifone. Và tất cả những hình ảnh chúng ta nên gắn logo Mobifone trong cái sự cho phép, cái chuẩn mực thương hiệu. Có một cái slogan, đúng không? Ví dụ như là Phan Anh chuyên dịch vụ Mobifone, đúng không? Nếu mà cứ cần đến gì đó của Mobifone thì hãy gọi cho Phan Anh. À, kiểu như thế. Và chúng ta sẽ liên tục đăng bài, sản xuất nội dung bao gồm là bài viết, hình ảnh và video. Đấy là cái định dạng media. Sau đó thì cùng một thời điểm chúng ta share trên YouTube, share trên TikTok, share trên Facebook, share trên Instagram, share trên Zalo đều được. Những cái video 1 phút bây giờ share ở tất cả mọi chỗ đều được. Đó. Thế còn video nhiều phút hơn thì không share được trên TikTok thôi. Đó. Nha. Thì nhiệm vụ của mình là phải sản xuất đúng nội dung, đúng đủ đều, liên tục như tôi đã nói. Và đúng chủ đề, đúng nội dung mà khách hàng mong muốn. Cách thức thể hiện hay, mới lạ. Và phải nghĩ, phải học thôi. Đầu tư điện thoại quay, nghĩ ra quay thôi. Không ai làm thay mình được, đúng không? Bởi vì tiền là mình tiêu mà, làm gì ai làm thay được. Nếu mà ai làm thay thì phải trả cho người ta tiền. Và chủ động đi tương tác với mọi người nha. Cái tính năng của Facebook nó là tính năng tương tác hai chiều. Cho nên là nếu mà bạn muốn người ta nhìn thấy bạn đăng bài thì bạn phải đi comment với người ta. Bạn tương tác hai chiều. Bạn muốn thầy Phan Anh nhìn thấy bạn thì bạn phải comment thầy Phan Anh và thầy Phan Anh phải tương tác với bạn. À. Cho nên trong một ngày bán hàng là mình có một cái khoảng thời gian. À, mình có một cái khoảng thời gian để mà mình đi chăm sóc khách hàng bằng cách tương tác, inbox, nhắn tin. À, ví dụ như họ đăng một cái hình lên Facebook, mình thấy đẹp quá, đúng không ạ? Lướt. Thế là bắt đầu mình vào mình comment. Đấy. Mình vào mình comment. Hoặc là mình làm video cho Facebook Reels. Facebook Reels bây giờ thì lượt view cũng rất là cao, đúng không? Thế thì ví dụ họ comment như thế, họ đăng như thế thì mình vào mình chia sẻ, mình hỏi han, mình điều hướng một cách khéo léo. Đó. Chứ không phải là mình bấm like đâu, mình bấm like là mình chỉ thấy họ thôi. Mà mình phải tương tác comment với họ để họ tương tác lại. Thí dụ mình đặt câu hỏi mở, mình đặt câu hỏi để họ phải trả lời. Chẳng hạn như thấy ảnh của thầy Phan Anh này, thầy ơi thầy đi dạy ở đâu đấy, thầy đi du lịch ở đâu đấy, chỗ này chắc là đắt lắm nhỉ, chỗ này có phải là cái chỗ ABC phải không thầy? Thế thì rõ ràng nếu mà thầy không bận, thầy lịch sự thì thầy sẽ phải trả lời em. Và thầy trả lời em thì rõ ràng là lần sau em đăng hình
MobiFone là thầy sẽ nhìn thấy. Đấy nó gọi là tương tác hai chiều. Và lý do là tại sao chúng ta phải dành một khoảng thời gian 15, 20 phút, 30 phút buổi sáng, chưa bận hay là buổi trưa thì mình phải đi comment dạo để bán hàng. Đó, đúng không? Đăng bài chọn giờ vàng, chọn khung giờ vàng để đăng. Đấy, nhá. Chọn lựa hình ảnh, video, chỉnh sửa, biên tập lên một chút và đăng đúng đủ đều, đăng đúng vào khung giờ vàng. Các thông tin thì phải có giá trị, phải hữu ích, phải sáng tạo, phải hấp dẫn, đúng không? Ok. Đó, thì đấy là một vài cái lời khuyên nho nhỏ cho việc là các anh chị có thể xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên Facebook, trên YouTube, trên Zalo, trên TikTok. Và việc này là việc nên làm nhưng mà không dễ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, đòi hỏi sự đầu tư thời gian, công sức và phải sự dấn thân. Thế còn cứ bảo là thôi em ngại lắm, lại em không biết nói gì đâu, em không biết viết gì đâu, thế thì không bao giờ tài khoản của các bạn trở nên hấp dẫn và có hàng nghìn lượt sẵn sàng kết bạn với bạn, hàng chục nghìn sẵn sàng theo dõi bạn. Bởi vì bạn phải có giá trị, bạn phải có uy tín, bạn phải có thương hiệu cá nhân, bạn phải chia sẻ. Đấy. Bạn không biết chia sẻ gì thì bạn phải học, bạn không biết làm thì bạn phải học, bởi vì bạn làm được thì bạn thành công, đúng không? Cuối cùng thì xin chúc tất cả anh chị và các bạn là có một cái profile thật là đẹp, đúng không ạ? Có một cái xây dựng một cái định vị thương hiệu cho MobiFone, người bán hàng giỏi nhất của MobiFone và sẵn sàng tham gia vào cái quá trình xây dựng cái uy tín thương hiệu của mình trên mạng xã hội thông qua các nền tảng, thông qua việc phát triển nội dung và chú trọng đến các cái hình ảnh, nội dung, video, bài viết đưa lên, bởi vì nó là phản ánh con người của chúng ta, nó phản ánh cái mức độ uy tín của chúng ta và thu hút được cái tình cảm của khách hàng. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn và xin chúc cho anh chị và các bạn thành công. Xin gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.